Tối hôm qua em cần dậy mang em đọc cái tiểu sử phụ cho em xin. Sáng nay mới các chị xong rồi xuống dưới này à? Trân trọng kính mời đại diện liệt gia đình liệt sĩ Lương Khánh Thiện có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin ơn quý vị đã tôi xin sẽ giới thiệu gia đình để giới thiệu đến gia đình nào mời đến đây để chào các em. Cháu Hùng, 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 cháu Hùng
gặp lỗi nhiều, là hôm nay cũng rất vinh dự cho chúng tôi là như thế, là thông gia của cháu Tuấn Anh là anh Thái. Thoải mái.